Trước thềm ngày cưới 6 tháng 4, vợ chồng Quang Hải, Chu Thanh Huyền bất ngờ vướng phải lùm xùm với studio ở Hà Nội. Ngay sau đó, nam cầu thủ đã mời hẳn một nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ thành phố Hồ Chí Minh để lưu lại những khoảnh khắc cho ngày trọng đại. Đến ngày 6 tháng 4 tới đây, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ tiếp tục làm một tiệc cưới tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Tuy nhiên, trước thềm diễn ra lễ cưới, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao khi studio nổi tiếng thực hiện bộ ảnh cưới cho cặp đôi đã bất ngờ xóa hết ảnh. Từ các trang fanpage trên Facebook đến các đoạn clip từ lễ ăn hỏi đầu năm của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đều đã bị studio xóa và đăng dòng trạng thái gỡ ảnh hay trả tiền, kèm ảnh chụp màn hình 70 triệu nhận từ Quang Hải. Phía studio cho biết cô dâu Chu Thanh Huyền là người đã liên hệ để nhờ chụp ảnh nhưng khi dừng hợp tác lại nói em tưởng anh chụp free. Phản hồi về điều này, người quản lý truyền thông của sự kiện đám cưới Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chia sẻ quan điểm từ phía cặp đôi như sau. Khi tác nghiệp, anh ý va chạm với phóng viên và mọi người nhiều quá nên bọn em quyết định ngừng hợp tác. Sau khi thông báo ngừng hợp tác, anh L bảo chi phí của bọn em là 70 triệu. Lúc đầu em tưởng tài trợ 100%, nhưng sau có yêu cầu trả tiền thì bọn em trả tiền và yêu cầu gỡ ảnh xuống. Anh ý cũng chấp nhận rồi, nhưng đến lúc chuyển tiền xong thì anh ấy vậy đó ạ. Ngoài ra, phía Quang Hải khẳng định đã hỏi phía studio báo giá cho gói chụp ảnh nhưng studio không gửi. Hơn nữa, vào ngày cưới quan trọng nhất ở Đông Anh hôm 28 tháng 3, người phụ trách chính đã vắng mặt mà không thông báo cũng không trả lời lý do. Sau lùm xùm, để chuẩn bị cho ngày trọng đại tại khách sạn ở Hà Nội, Quang Hải và vợ đã mời ekip chụp ảnh từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Theo tìm hiểu, người chụp chính cho Quang Hải là nhiếp ảnh gia Phạm Phúc Lợi, người được mọi người biết đến với biệt danh Kiến Cận. Anh là gương mặt không còn xa lạ với các sàn diễn thời trang đình đám của Việt Nam. Kiến Cận cũng là người đứng sau những bộ ảnh cưới hỏi của các nghệ sĩ nổi tiếng như Anh Tú, Diệu Nhi, Minh Hằng qua các bộ ảnh giàu cảm xúc. Theo thông tin đã được chia sẻ, Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ tổ chức tiệc báo hỷ tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thủ đô Hà Nội vào ngày 6 tháng 4. Thiệp mời cưới đã được gửi đến quan khách, khách sạn này cũng từng là địa điểm diễn ra ngày trọng đại của vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, Quỳnh Anh. Trong đám cưới này, vợ chồng Quang Hải quy định khách mời mặc trang phục với các màu sắc navy, bay và ghi. Ngoài ra có 4 màu sắc không phù hợp là đen, trắng, hồng pastel và xanh pastel. Đồng thời đám cưới quy định khách mời không hút thuốc. Buổi tiệc sẽ diễn ra từ 17h30 phút đến 22 giờ tối, từ 18 giờ bắt đầu khai tiệc, cử hành hôn lễ. Sau đó sẽ đến phần chơi game và after party dành cho bạn bè sau đám cưới. Dự kiến tiệc cưới này sẽ có nhiều đồng nghiệp của Quang Hải ở câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng như đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng nhiều người nổi tiếng tham dự. Quang Hải và Chu Thanh Huyền có 3 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, sau đó Quang Hải dành thời gian tập trung cho đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2026. Đến ngày 28 tháng 3, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng với đám cưới hoành tráng ở quê nhà Đông Anh, Hà Nội.